Phẩm Phổ Hiền Bồ Tát Hạnh Nguyện Tinh Hoa, quyển thứ nhất. Pháp Sư Tịnh Không chủ giảng. Giảng tại Đại Lễ Đường Chính Phủ, huyện Chương Hóa, Đài Loan, thời gian tháng 12 năm 1993. Kính thưa chư vị Pháp Sư, chư vị Đại Đức, chư vị Đồng Tu, hôm nay chúng tôi có được nhân duyên thù thắng như vậy, được đến quý địa phương cùng với chư vị đồng tu đàm luận Phật Pháp. Thời gian tuy rất ngắn, lần này xin chọn giảng đề là Phẩm Phổ Hiền Bồ Tát Hạnh Nguyện. Chúng tôi trích lục phần kinh văn trong mấy đoạn chú sớ quan trọng nhất. Tin rằng có thể giúp cho chúng ta trên mặt hành trì trên sự tu học trên kiến giải đều có được những thọ dụng chân thật. Đây cũng là mục đích diễn giảng của chúng tôi lần này. Phật Pháp truyền đến Trung Quốc cho đến nay đã gần 2.000 năm lịch sử. Tại trên thế giới ngày nay, Phật Pháp từ trên hình thức mà nhìn thì Đài Loan chúng ta vô cùng hưng thịnh. Nếu từ trên thực chất mà nhìn thì không phải thế. Đây là đáng được cho chúng ta phải nâng cao cảnh giác. Trên thực chất, Phật Pháp là trọng tu hành. Chúng ta nhất định phải hiểu rõ hàm nghĩa thật sự của hai chữ tu hành này. Nếu nói đến tu hành, dĩ nhiên là chúng ta vẫn phải bắt đầu nói từ Phật giáo. Nếu chúng ta đối với Phật giáo không có thật sự nhận biết, không có thấu triệt rõ ràng, thì không thể trách người ta nói chúng ta là tu luyện mù quáng. Kết quả của sự tu luyện mù quáng không những sự lợi ích công đức thù thắng của Phật Pháp chúng ta không đạt được, kể cả phước báo của thế gian cũng rất thành vấn đề lớn. Rốt cuộc Phật Pháp là gì?
Hiện nay mọi người đều nghĩ rằng Phật Pháp là tôn giáo. Phật Pháp có phải là tôn giáo hay không? Chúng ta không thể không nói Phật Pháp là tôn giáo, bởi vì Phật Pháp trong đời cận đại chúng ta đã trông thấy, đã nghe được, đã tiếp xúc. Phật Pháp đích thật là tôn giáo. Quý vị nhất định nên biết, năm xưa Thích Ca Mâu Ni Phật còn tại thế, vào thời cổ Ấn Độ, truyền bá Phật Pháp không phải là tôn giáo. Nhưng Phật Pháp ngày nay đã biến chất, đã biến thành tôn giáo. Đây là một chuyện rất là bất hạnh. Phàm là tôn giáo đều là mê tín. Sự yêu cầu của tôn giáo là nhiệt tình, là cảm tình. Phật Pháp là lý trí, là lý tánh, là phá trừ mê tín. Quý vị hãy nghĩ xem, Phật Pháp cùng với tôn giáo vừa đúng tương phản. Vào năm Dân Quốc thứ 12, trong Phật môn chúng ta có một vị đại đức là cư sĩ Âu Dương Cánh Vô. Cái tên của ngài ở Đài Loan cũng rất là nổi tiếng. Tác phẩm của ngài rất nhiều, hiện nay ở Đài Loan đều có phát hành. Năm Dân Quốc thứ 12, cư sĩ Âu Dương diễn giảng tại Đại học Trung Sơn thứ tư. Đại học Trung Sơn thứ tư tức là hiện nay Đại học Sư Phạm Nam Kinh. Tôi đã từng đến nơi đó. Ngài ở trường đại học đã phát biểu diễn giảng một bài, đề mục là Phật Pháp không phải tôn giáo, không phải triết học, mà đời nay rất cần thiết. Bài giảng thảo này do cư sĩ Vương Ân Dương ghi lại. Cư sĩ Vương Dương là học trò của ngài. Bài giảng thảo này cũng lưu hành rất rộng rãi. Vào năm 1977, tôi từ Hồng Kông mang về Đài Loan. Chúng tôi cũng đã in rất nhiều để cho mọi người làm tham khảo. Ngài giảng được rất rõ ràng, rất minh bạch. Phật Pháp không phải là tôn giáo, cũng không phải là triết học, mà người thời nay rất cần thiết để học tập. Cái ý nghĩa của đề mục này là như vậy. Chúng ta lại muốn hỏi, Phật Pháp đã là không phải tôn giáo, không phải triết học, vậy thì rốt cuộc là gì? Nếu chúng ta đối với Phật Pháp để tâm chú ý một chút, thì không khó thể hội.
Phật pháp là giáo dục, là nền giáo dục chí thiện viên mãn của Thích Ca Mâu Ni Phật. Để giáo hóa chính pháp giới chúng sanh. Chúng ta từ trong kinh điển, thậm chí từ trong rất nhiều nghi thức Phật pháp thì dễ thấy được. Thí như chúng ta là đệ tử Phật, xưng Phật là Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bổn Sư tức là vị Thầy căn bản, hay nói cách khác, Ngài là người sáng lập nền giáo dục của Phật Đà. Chúng ta tôn xưng Ngài làm Bổn Sư, tức là vị Thầy. Chúng ta tự xưng là đệ tử. Mối quan hệ của chúng ta và Phật là mối quan hệ thầy trò. Trong tôn giáo không có mối quan hệ thầy trò, trong nền giáo dục mới có mối quan hệ thầy trò. Đó là cách xưng hô của chúng ta đối với Phật sau khi Phật diệt độ. Nền giáo dục này từng đời từng đời truyền xuống cho đời sau. Những người đời sau đối với vị thầy chỉ dạy chúng ta tu học, chúng ta gọi là hòa thượng. Hòa thượng là tiếng Phạn, là tiếng cổ Ấn Độ, dịch thành ý nghĩa của tiếng Hoa là thân giáo sư. Dùng lời hiện nay mà nói, thân giáo sư thì giống như giáo sư chỉ đạo trong trường đại học vậy. Họ là giáo sư trực tiếp chỉ dạy chúng ta tu học, mối quan hệ vô cùng mật thiết. Thân giáo sư cũng gọi là hòa thượng. Hòa thượng cùng với chúng ta có mối quan hệ mật thiết nhất. Trí huệ của chúng ta, học vấn của chúng ta đều là do thân giáo sư trực tiếp dĩ dạy chỉ dạy. Cho nên trong Phật môn được tôn trọng nhất không phải là thầy thế độ, cũng không phải là hòa thượng truyền giới. Thầy thế độ và hòa thượng truyền giới là tiếp dẫn chúng ta vào Phật môn, cũng như là người giới thiệu. Người giới thiệu tức là người chứng minh, chứng minh chúng ta tiếp nhận sự răn dạy của Phật. Hòa thượng truyền giới làm chứng minh cho chúng ta, thầy thế độ là tiếp dẫn chúng ta. Điều này không tôn cũng không quý. Quý nhất là gì? Là pháp tử. Pháp tử là quý nhất. Cái gì gọi là pháp tử? Thân giáo sư của bạn, cũng tức là người truyền pháp cho bạn. Bạn ở trong Phật pháp thật sự có được thành tựu là nhờ sức của người này. Mối quan hệ giữa người này và bạn thân mật nhất thì người này gọi là hòa thượng, hoặc là thân giáo sư. Cho nên từ xưa đến nay, theo những cách xưng hô mà nhìn thì Phật giáo là giáo dục. Phật giáo không phải là tôn giáo. Đặc sắc của Phật giáo Trung Quốc là Tòng Lâm, là chế độ Tòng Lâm. Tòng Lâm giống như Đại học Phật giáo của hiện nay vậy. Sự tổ chức của Tòng Lâm và sự tổ chức của trường học hiện nay hoàn toàn tương đồng.
chỉ là cách xưng hô khác nhau. Phương thượng của Tổng Lâm tức là Đại Hòa Thượng, tức là hiệu trưởng của trường đại học. Hòa Thượng Thủ Tọa là giáo vụ trưởng. Hòa Thượng Duy Na là huấn đạo trưởng. Giám huyện tức là tổng vụ trưởng. Hiện nay trong trường học dưới tay của hiệu trưởng thì có giáo vụ, huấn đạo, tổng vụ. Trong Tổng Lâm cũng là phân chia như vậy, chỉ là cách xưng hô khác nhau. Chúng ta gọi thủ tọa, duy na, giám viện, đó là dưới tay của hiệu trưởng. Ba đại cương lĩnh chấp sự, công việc của họ cùng với chức vụ đảm nhiệm của trường học hiện nay là hoàn toàn tương đồng. Chúng ta nhất định phải nhận biết rõ ràng bản chất của Phật giáo, tuyệt đối không thể mê tín. Mê tín thì đã sai lầm. Mê tín là chúng ta đối với Phật giáo rốt cuộc là gì? Vì chưa hiểu rõ ràng, chưa được minh bạch thì đã tin tưởng. Trong tâm tin tưởng Phật Bồ Tát đều là thần minh, xem các ngài như thần minh để mà lễ lại. Chúng ta lễ các ngài, cầu các ngài phù hộ, cầu các ngài ban phước, đó gọi là mê tín. Cái lỗi sai lầm này cùng với Phật Bồ Tát không có liên can, hoàn toàn là tự mình phải chịu trách nhiệm. Phật Bồ Tát chẳng có bảo chúng ta làm như vậy. Phải nên biết điều này. Khi đã hiểu rõ Phật Pháp, Phật giáo là giáo dục, vậy thì Phật dạy cho chúng ta những gì? Đức Thế Tôn suốt đời đại từ đại bi, giáo hóa chúng sanh. Ngài thật là phi thường, thật là vĩ đại, khiến cho người bội phục. Sự chỉ dạy của Ngài đích thật là không có điều kiện. Không có tơ hào thù lao, cũng không cầu chúng sanh. Hiện nay chúng ta thấy những người dạy học, học sinh phải đóng học phí. Thích Ca Mâu Ni Phật không nhận học phí. Chúng ta đọc trong kinh điển biết Ngài suốt đời không nhận học phí của người ta. Mỗi ngày chỉ ăn một bữa cơm, ôm bình bát đi khất thực, tiếp nhận người ta cúng dường một bát cơm. Ngài hết lòng phụ trách, tận tâm tận lực chỉ dạy cho tất cả chúng sanh, thật là rất vĩ đại. Không phải người thường mà có thể làm nổi. Đáng được cho chúng ta bội phục Ngài. Năm vóc sát đất, Đức Thế Tôn thuyết pháp 49 năm, tất cả lý luận và phương pháp tu học, người đời sau đem nó kết tập chỉnh lý lại thì gọi là kinh điển. Kinh điển của Phật giáo vào năm Công nguyên 67, năm nay là năm 1993,
Năm Công Nguyên 67, Kinh Phật chánh thức truyền đến Trung Quốc, tức năm Vĩnh Bình thứ 10, Minh Đế đời Hậu Hán. Từ đời Hậu Hán bắt đầu, mãi cho đến đời Triệu Tống, trải qua thời gian trước sau gần 800 năm, kinh điển lần lượt truyền đến Trung Quốc. Có số cao tăng đại đức của Ấn Độ, lúc họ đến Trung Quốc hoằng pháp, cũng có mang theo kinh điển. Có số cao tăng của Trung Quốc chúng ta đến Ấn Độ để cầu học, khi họ trở về nước cũng mang về kinh điển. Quý vị nhất định phải biết, từ Trung Quốc đi đến Ấn Độ, lúc bấy giờ giao thông chưa phát đạt, đều là đi bằng ngựa hoặc là lạc đà. Vào thời đó, thủ đô ở tại Trường An, bây giờ là Tây An. Từ Tây An đi ngang qua Tân Cương, rồi vượt qua vùng cao nguyên Phạ Mễ Nhĩ đến Iran, lại tiếp tục đi về hướng Nam mới có thể đến Ấn Độ. Đoạn đường lộ trình này phải mất thời gian gần 1-2 năm mới có thể đi đến nơi, cho nên rất là cực khổ. Kinh điển của thời đó không có in được tốt đẹp như bây giờ. Năm xưa những kinh điển đó là do người Ấn Độ viết trên lá cây bói Đà La, cho nên chúng ta gọi là kinh lá bói. Lá cây bói Đà La rất là dẻo dai, cũng rất bền, có thể giữ được lâu, thế nhưng nó rất dày. Quý vị có thể đến viện bảo tàng Cố Cung sẽ thấy được kinh lá bói cắt từng miếng rất ngay ngắn. Mỗi một miếng có thể viết được 4 hàng, hai bên có lỗ dùng dây xuyên qua cột lại. Bạn hãy nghĩ xem phân lượng của một bộ kinh bao lớn. Chúng tôi lấy kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm mà nói, một bộ kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm, nếu là kinh điển nguyên văn của lá bói, tôi nghĩ rằng phải cần đến 2-3 chiếc xe hàng lớn mới có thể đựng hết một bộ kinh này. Không như hiện nay rất là tiện lợi, hiện nay dùng giấy in kinh sách, một cuốn đóng bìa đẹp thì đủ rồi. Vào thời đó phải cần đến 2-3 chiếc xe hàng lớn để đựng, cho thấy những số kinh điển đó từ Ấn Độ trở qua Trung Quốc thật là gian nan. Vì vậy, những số kinh điển được mang về Trung Quốc nhất định phải chọn kỹ lưỡng, chọn lấy hay nhất. Kế đến, những kinh nào quá nặng thì không mang, vì mang không nổi, cũng không có cách nào mang. Những số kinh điển được mang về Trung Quốc chỉ là một bộ phận của Phật đã nói suốt 49 năm, không phải là mang về hết tất cả. Sau khi mang về đến Trung Quốc, phải phiên dịch phản văn thành Trung văn. Đây cũng là công việc vô cùng gian nan, cho nên mang về số kinh điển phản văn nhiều như vậy, lại phải chọn kỹ bộ kinh nào quan trọng nhất thì dịch trước. Kể đến bộ kinh nào không quan trọng lắm thì không dịch.
Cho nên số kinh điển Phạn Văn mang về Trung Quốc cũng không phải hoàn toàn đã dịch thành Trung Văn, không dịch ra hết, cũng là chọn lấy hay nhất, chỉ chọn một bộ phận. Ngày nay chúng ta nhìn thấy trong Đại Tạng Kinh phân lượng lớn như vậy, mênh mông bát ngát, thật tại mà nói chỉ là một giọt nước trong biển cả Thích Ca Mâu Ni Phật đã nói suốt 49 năm mà thôi. Tuy không hoàn chỉnh, nhưng từ xưa chư tổ sư đại đức đã tuyển chọn, các ngài thật là có nhãn quan, chọn lấy một bộ phận kinh điển này đủ để đại biểu cho Phật đã nói tất cả pháp trong suốt 49 năm, hay nói cách khác là tinh hoa của Đức Thế Tôn đã nói suốt 49 năm, đều nằm trong Đại Tạng Kinh Trung Văn của chúng ta. Ở Đài Loan cho in Đại Tạng Kinh rất nhiều lần, tinh hoa rất nhiều lần, số lượng phát hành hầu như đã khắp trên toàn thế giới. Đây là đồng bào Đài Loan chúng ta đối với Phật giáo đã có cống hiến rất lớn lao, khiến cho Đại Tạng Kinh có thể lưu truyền trên toàn thế giới. Chúng ta muốn hỏi, trong bộ Đại Tạng Kinh này rốt cuộc đã nói những gì? Chúng ta có thể dùng một câu nói để trả lời được hay không? Nếu người khác có hỏi bạn, kinh điển Phật giáo của các ông rất nhiều, nội dung của số kinh điển đó nói những gì, thì bạn trả lời như thế nào? Tôi cũng đã từng hỏi qua rất nhiều người, họ đều không trả lời được. Họ đã học Phật cũng học rất nhiều năm, đã học Phật nhiều năm rồi, trong Đại Tạng Kinh nói những gì cũng không biết. Điều này nói không thông. Trong kinh Bát Nhã nói được rất hay là chư pháp thật tướng. Nói bốn chữ này là Thích Ca Mâu Ni Phật đã nói rõ tất cả các pháp trong suốt 49 năm. Bốn chữ chư pháp thật tướng này, nếu dùng lời hiện nay mà nói, tức là chân tướng của vũ trụ nhân sanh. Chúng ta dùng bốn chữ vũ trụ nhân sanh thì đã bao gồm tất cả các pháp. Tất cả các pháp cũng không vượt ra ngoài vũ trụ nhân sanh. Độ sâu rộng lớn của vũ trụ và nhân sanh hoàn toàn bằng nhau. Không nên nghĩ rằng vũ trụ rất phức tạp, trình độ phức tạp của nhân sanh cùng với vũ trụ như nhau, không có một tí ít hơn. Phật đem chân tướng của vũ trụ nhân sanh đã nói ra rồi. Quý vị hãy nghĩ xem. Nền giáo dục của Phật Đà rất là quan trọng. Mối quan hệ giữa chúng ta và sự giáo dục của Phật vô cùng mật thiết. Chúng ta đối với chân tướng của vũ trụ nhân sanh đã hiểu rõ, thì ra vũ trụ tức là hoàn cảnh trong cuộc sống của chúng ta, nhân sanh tức là bản thân của chúng ta, hay nói cách khác, nền giáo dục của Phật Đà tức là nói rõ chân tướng của bản thân mình và trong cuộc sống của mình. Trong thế gian, thậm chí xuất thế gian, còn có nền giáo dục nào mật thiết hơn, quan trọng hơn chúng ta đối với nền giáo dục này hay không?
là không có. Cho nên ngài Âu Dương Cánh Vô nói được rất hay: Phật giáo là đời nay rất cần thiết, không những là đời này, đời quá khứ, đời vị lai, ba đời tất cả chúng sanh đều cần thiết, phải tiếp nhận. Nếu không biết bản thân của mình, không biết hoàn cảnh cuộc sống của mình, đó thì là rất đau khổ. Tại trong Phật Pháp thì gọi là mê hoặc điên đảo. Mê tức là đã mê mất cái chân tướng này. Đã mê mất chân tướng thì tư tưởng của chúng ta thường hay nghĩ sai, nhìn sai. Đã nghĩ sai, nhìn sai thì chúng ta sẽ nói sai, làm sai. Một khi đã sai, sau khi đã làm sai thì đưa đến hậu quả dĩ nhiên là khổ. Hậu quả là gì? Hậu quả tức là lục đạo luân hồi. Lục đạo luân hồi từ đâu mà có? Không phải là vốn có. Lục đạo luân hồi vốn không có. Chẳng những lục đạo vốn không có, thập pháp giới vốn cũng không có. Cái gì là vốn là? Vốn là chỉ có nhất chân pháp giới, đó là vốn có. Thập pháp giới là từ trong mê ngộ sanh ra, biến hiện mà ra. Khi đã giác ngộ, nếu giác ngộ mà vẫn chưa đạt đến rốt ráo viên mãn thì sẽ có tứ thánh pháp giới. Mê mà không giác thì biến hiện ra lục phàm pháp giới, tức là lục đạo. Cho nên chân tướng của lục đạo thập pháp giới là có từ như vậy. Đức Phật mới là người có đại trí huệ rốt ráo viên mãn. Ngài đã thấy rõ ràng, minh bạch việc này mới chỉ dạy cho chúng ta, giúp cho chúng ta nhận biết chân tướng của vũ trụ nhân sanh. Đó tức là nền giáo dục của Phật Đà. Tại trong Phật môn, chúng ta gọi Phật Đà, gọi Bồ Tát, gọi A-la-hán. Những danh từ này giống như tên gọi văn bằng trong nền giáo dục hiện nay. Học vị cao nhất gọi là Phật Đà, thì cũng như văn bằng tiến sĩ của trong đại học. Học vị thấp một bậc gọi là Bồ Tát, cũng như văn bằng thạc sĩ. Học vị thấp nhất gọi là A-la-hán, cũng như là văn bằng học sĩ. Cho nên Bồ Tát, A-la-hán, Phật Đà là cách xưng hô ba bậc học vị trong nền giáo học, trong nền giáo dục của Phật Đà. Cho nên Phật nói tất cả chúng sanh đều sẽ làm Phật. Phật Pháp là bình đẳng, mà không phải là Thích Ca Mâu Ni Phật nói ta đã thành Phật, bậc cao tối thượng, những người khác các ngươi không ai có tư cách thành Phật. Phật không có nói như vậy. Phật Pháp là bình đẳng. Ngài có thể lấy được văn bằng tiến sĩ, quý vị hãy cố gắng thêm. Ai ai cũng có thể lấy được văn bằng tiến sĩ. Chúng sanh và Phật là bình đẳng. Phật Pháp là Pháp bình đẳng.
làm thế nào mới phá mê khai ngộ, làm thế nào khiến cho chúng ta thật sự triệt để giống như Phật Đà vậy. Hiểu rõ chân tướng của vũ trụ nhân sanh, Phật bảo với chúng ta rằng: vì sao bạn lại mê? Vì sao không hiểu rõ ràng? Vì sao lại đọa lạc đến cái nông nỗi này? Tại trong phẩm xuất hiện Kinh Hoa Nghiêm, Phật đã nói toạc ra. Ngài nói rằng tất cả chúng sanh đều có đức tướng như là đức tướng trí huệ Như Lai. Ý nghĩa của câu nói này tức là trong lục đạo, mỗi một chúng sanh đều có viên mãn đại giác cũng như Phật vậy. Đều là như nhau. Vì sao bây giờ khác nhau? Phật lại nói: chỉ vì vọng tưởng chấp trước mà không thể chứng đắc. Đây là Phật đã nói toạc ra cái căn bệnh của chúng ta, đã nói ra căn bệnh của chúng ta. Câu này là trong Kinh Hoa Nghiêm nói đó, cho thấy vọng tưởng chấp trước không phải là điều tốt. Vọng tưởng là do đời đời kiếp kiếp dồn lại, càng dồn càng nghiêm trọng thì biến thành sở tri trướng. Chấp trước cũng là do vô lượng kiếp dồn lại đến ngày nay thì biến thành phải phiền não trướng, trong kinh thường gọi là nhị trướng. Nên biết rằng nhị trướng từ đâu mà có? Nó từ đâu mà có? Là từ vọng tưởng chấp trước mà có. Hai thứ nhị trướng này đã làm chướng ngại vô lượng vô biên trí huệ đức năng chân tâm bản tánh của chúng ta. Tuy chúng ta có nhưng không hiện tiền, không thấu ra ngoài. Tuy có nhưng không được thọ dụng. Cho đến ngày nay thật là đáng thương, thật là thê thảm. Phải biết cái căn bệnh này ở tại đâu. Khi tìm được cái căn bệnh này rồi, sau đó mới có thể dùng thuốc chữa trị. Chúng ta gọi Đức Thế Tôn cũng tôn xưng Ngài là Đại Y Vương, cầu Ngài đến chữa trị căn bệnh của chúng ta. Cái phương pháp trị bệnh này gọi chung là tu hành. Tu hành tức là ngày nay chúng ta gọi là trị liệu. Trong Phật Pháp không gọi trị liệu mà gọi là tu hành. Hành tức là hành vi. Hành vi của tâm lý là tư tưởng và kiến giải. Hành vi của thân thể là động tác của chúng ta, nhất cử nhất động. Hành vi của khẩu nghiệp là nói năng. Hành vi có nhiều đi nữa cũng không ngoài thân ngữ ý ba đại loại này. Thân ngữ ý thì đã bao gồm toàn bộ, không bỏ sót một điều nào, gọi là tam nghiệp. Ba đại loại này đang tạo nghiệp, mê hoặc điên đảo mà tạo nghiệp. Tạo dĩ nhiên là hành vi sai lầm, lời nói sai lầm.
là hành vi của khẩu nghiệp. Thân làm sai lầm là hành vi của thân nghiệp. Cách nghĩ sai lầm, cách nhìn sai lầm là hành vi của ý nghiệp. Phải đem những hành vi sai lầm của tam nghiệp tu chính trở lại thì gọi là tu hành. Làm gì có mê tín? Không có mê tín. Nếu bạn muốn tu chính hành vi của bạn thì trước tiên bạn phải phát hiện lỗi lầm của bạn. Bạn mà có thể phát hiện lỗi lầm của bạn tức là đã giác ngộ. Trong nhà Phật chúng ta thường gọi là đã khai ngộ. Cái gì gọi là khai ngộ? Chúng ta tức là ta đã biết cái lỗi của mình, đã biết cái khuyết điểm của mình thì gọi là khai ngộ, gọi là giác ngộ. Ngộ rồi mới tu, tức là sau khi đã giác ngộ thì phải hết lòng sửa lỗi hành vi sai lầm của mình, về sau không còn tái phạm lỗi lầm như vậy nữa. Vậy thì bạn đã thành công. Cho nên tu hành tức là sửa lỗi sai lầm, cũng là thật sự sám hối. Đây là Phật chỉ dạy cho chúng ta. Tuyệt đối không phải tự mình đã làm sai việc lại không biết sửa lỗi, không biết sai lầm mà ở trước tượng Phật Bồ Tát đốt mấy cây nhang, cúng một ít trái cây, đút lót hối lộ cho Phật Bồ Tát, cầu Phật Bồ Tát tha thứ cho mình, tha tội cho mình. Đây là mê tín. Đây là sai lầm. Phật không có dạy chúng ta cách làm như vậy. Phật dạy cho chúng ta sửa lỗi sai lầm. Phật dạy cho chúng ta phải làm như vậy. Cùng với Khổng Lão Phu Tử như nhau. Khổng Lão Phu Tử dạy chúng ta bất nhị quá, tức là chỉ có một lần lỗi lầm, sau khi đã giác ngộ thì không còn tái phạm lỗi lầm như vậy nữa. Quý vị hãy suy nghĩ, mỗi ngày bạn mà sửa được một lỗi lầm, một năm sau thì bạn ở trong xã hội này, theo trình độ của hiện nay mà nhìn thì bạn là hiền nhân. Nếu bạn sửa được trên 3 năm thì ngày nay bạn là thánh nhân. Một ngày sửa một lỗi lầm, 3 năm thì trở thành thánh nhân. Mục đích của nền giáo dục nhà Nho là thành thánh, thành hiền. Nhà Nho là nền giáo dục của thánh hiền. Trong Phật môn chúng ta, cùng với lý niệm của Khổng Lão Phu Tử không có khác nhau, nhưng cảnh giới thánh hiền của chúng ta thì cao hơn Khổng Lão Phu Tử. Khổng Lão Phu Tử chưa ra khỏi tam giới, ngài là bậc thánh hiền của trong tam giới. Trình độ của trong Phật môn chúng ta là tam hiền thập thánh. Từ Viên Giáo Đại Thừa là thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng. Đây là những Bồ Tát của tam hiền. Từ sơ địa đến đẳng giác gồm 11 địa vị gọi là thánh nhân, gọi chung là tam hiền thập thánh. Tiêu chuẩn của chúng ta là ở đây. Nếu như đã học Phật chỉ muốn cầu một ít phú quý ở cõi người thì không cần dùng Phật pháp, dùng phương pháp của thế gian cũng có thể cầu được, cũng có thể thỏa mãn cho bạn. Sự mong cầu trong Phật pháp là vô thượng Bồ Đề. Phải biết điều này. Phải cầu đạt được trí huệ đức năng viên mãn. Chúng ta phải từ chỗ nào bắt đầu làm?
cách chỉ dạy của Đức Thế Tôn cùng với sự chỉ dạy của thế gian chúng ta cũng rất tương tự. Sự dạy học của thế gian là từ mẫu giáo, tiểu học, trung học, đại học, nghiên cứu sở. Cách dạy của Đức Thế Tôn cũng là như vậy. Cổ Đại Đức Trung Quốc đem cách dạy học suốt 49 năm của Đức Thế Tôn cũng chia thành 5 giai đoạn, tức là Nhân Thừa, Thiên Thừa, Thanh Văn Thừa, Duyên Giác Thừa, Bồ Tát Thừa. Thì cũng như là lớp mẫu giáo, tiểu học, trung học, đại học, nghiên cứu sở, cũng là từ cạn đến sâu, rồi thì dần dần hướng lên cao. Thật sự mà y theo lời dạy của Đức Thế Tôn để tu học, tu hành, tức là tu chính hành vi thân tâm của mình, thì hiện tại bạn sẽ đạt được sự lợi ích. Trong Phật môn thường nói là phá mê khai ngộ, lìa khổ được vui. Chỉ cần bạn y theo lời dạy của Phật mà tu học thì bạn nhất định sẽ phá mê khai ngộ, mỗi ngày giác ngộ, mỗi ngày có chỗ ngộ, mỗi ngày sửa lỗi, thì người đó rất là vui sướng, vui sướng không gì sánh bằng. Trong Phật môn chúng ta thường nói pháp hỷ sung mãn. Trong nhà Nho thì nói học nhi thời tập chi, bất diệt duyệt hồ. Xin thưa với quý vị, học tức là khai ngộ, tập tức là sửa lỗi, duyệt tức là pháp hỷ sung mãn. Học Phật, bất luận là tại gia hay xuất gia, thật sự biết học, thật sự tu học, đã được nhập môn, tu học đã được vào phép tắc, thì bạn nhất định vô cùng vui sướng. Giả như bạn còn có lo lắng, còn có buồn rầu, còn có phiền não, mỗi ngày không được vui, vẻ mặt khổ não, cách học Phật của bạn đã hoàn toàn đảo lộn, không đúng như lời dạy của Thích Ca Mâu Ni Phật, trái với đạo pháp. Không những bạn chẳng có dụng công trên sự tu hành, kể cả lời dạy của Thích Ca Mâu Ni Phật bạn cũng hiểu lầm, hiểu sai lệch. Như người thông thường hiện nay nghĩ rằng Phật Pháp là tôn giáo, đây là hiểu lầm, tức là hiểu sai lệch. Điều này rất là oan uổng. Vì sao oan uổng? Quý vị nên biết cái mối quan hệ bên trong quá lớn, quá lớn. Nếu nói Phật Pháp là tôn giáo thì chỉ có Phật giáo đồ học Phật, còn những tôn giáo khác sẽ cùng với bạn gạch một lần danh giới: chúng tôi không học theo các ông, các ông là ngoại giáo. Chủ ý của Phật là phải độ chính pháp giới tất cả chúng sanh. Bạn nhìn xem, đại bộ phận chúng sanh không được độ vì họ không học. Nếu bảo với họ rằng Phật Pháp không phải tôn giáo, Phật Pháp là giáo dục, thì hết thảy tất cả tôn giáo đồ đều đến học Phật, đều sẽ quy Tam Bảo. Tại vì sao? Vì Phật Pháp không phải tôn giáo, Phật Pháp là giáo dục. Thử hỏi Cơ Đốc giáo đồ có cần tiếp nhận giáo dục hay không? Thiên Chúa giáo đồ có cần tiếp nhận giáo dục hay không? Hồi giáo đồ có cần tiếp nhận giáo dục hay không? Tất cả tôn giáo đều phải tiếp nhận giáo dục. Đó là trong thế gian viên mãn nhất, thù thắng nhất, là nền giáo dục tốt nhất. Họ cả thể đều phải tiếp nhận thì mới có thể phổ độ chúng sanh. Nếu nói Phật Pháp là tôn giáo
thì trong tất cả chúng sanh chỉ có thể độ được khoảng chừng 1/10, còn 9/10 kia thì không được độ. Chư Phật Bồ Tát trông thấy hiện tượng này rơi nước mắt thì rất buồn. Chúng ta nhất định phải biết phân biệt cho rõ ràng, phải trở về nguồn gốc của Phật giáo. Nguồn gốc của Phật giáo là giáo dục tuyệt đối, không phải tôn giáo. Chúng ta là đệ tử Phật, phải có trách nhiệm chứng minh. Khổng lão phu tử nói: danh bất chánh thì ngôn không thuận. Ngày nay chúng ta ở trên toàn thế giới tiếp dẫn rất nhiều tôn giáo đồ. Chúng ta phải bảo với họ rằng học Phật không có xung đột tín ngưỡng tôn giáo của quý vị. Ở tại nước Mỹ, những cư dân láng giềng của đạo tràng chúng tôi đều là người ngoại quốc, đại đa số là Cơ Đốc giáo đồ. Họ đối với tôi có ấn tượng rất tốt. Một tuần họ làm việc 5 ngày, ngày thứ Bảy và ngày Chủ nhật đều nghỉ. Ngày Chủ nhật đều đến giáo đường để cầu nguyện. Ngôi Phật đường của chúng tôi mở cửa ngày thứ Bảy. Ngày thứ Bảy quý vị có thể đến Phật đường, ngày Chủ nhật đến giáo đường, tuyệt đối không có xung đột. Thượng Đế là cha của quý vị, mối quan hệ của quý vị là cha con. Quý vị đến Phật đường là mối quan hệ thầy trò. Phật là thầy của quý vị, quý vị là học trò của Phật. Ở nhà bạn có cha mẹ, trong trường học thì có thầy, làm gì có xung đột? Tuyệt đối không có xung đột. Họ nghe rồi rất là vui vẻ, biết rõ Phật giáo là giáo dục. Phật là thầy, không phải là thần. Thượng Đế là thần, Phật không phải thần, Phật là thầy. Họ đến với chúng ta, nếu chúng ta là tôn giáo thì họ sẽ không đến. Nhất định phải nhận biết rõ ràng điều này. Hiện nay đi theo thời đại tiến bộ, khoa học kỹ thuật phát triển, trong không gian sinh sống của con người càng ngày càng nhỏ, địa cầu đã thu nhỏ lại. Xưa kia chúng ta ngồi thuyền từ Đài Loan đến nước Mỹ phải mất thời gian hơn một tháng. Nếu lúc hướng gió không đúng thì phải mất 2 tháng mới đến nơi. Hiện nay chúng ta ngồi phi cơ phản lực từ Đài Loan bay đến nước Mỹ chỉ mất 11 tiếng đồng hồ. Cho nên địa cầu đã thu nhỏ lại. Về mặt thông tin, gọi điện thoại thì lập tức liên lạc được ngay. Toàn cả thế giới đích thật đã trở thành một cái đô thị. Toàn cả thế giới đã trở thành một thị xã trường hóa. Hay nói cách khác, trên cái thế giới này có không đồng chủng tộc, không đồng tôn giáo, không đồng triết học, không đồng học thuật, không đồng bối cảnh văn hóa sinh hoạt. Hiện nay mỗi ngày phải tiếp xúc, mỗi ngày phải gặp mặt, ở trong đó tránh không khỏi sự xung đột. Đây là hiện tượng nhất định xảy ra. Nếu những sự xung đột này, những sự cọ sát này nếu không tiêu trừ thì không thể đạt đến xã hội an định, thế giới hòa bình. Làm thế nào để hóa giải rất nhiều sự xung đột này? Chỉ có một phương pháp là dùng giáo dục. Cho nên cổ thánh tiền hiền Trung Quốc chúng ta
Các ngài viết ra Lễ Ký và Học Ký là một tác phẩm vĩ đại đã hoàn thành vào đời nhà Hán. Trong sách Học Ký nói được rất hay: kiến quốc quân dân, giáo học vi tiên. Ngày nay cái địa cầu này đã trở thành một nước. Chúng ta phải cùng với bất cứ chủng tộc quần chúng nào trên địa cầu này cộng đồng sinh hoạt, cầu được cùng sống còn, cùng vẻ vang. Phải nhờ vào giáo học, phải nhờ vào giáo dục. Phải giáo dục như thế nào mới có thể được mỗi người vui vẻ, bằng lòng tiếp nhận? Chỉ có nền giáo dục của Phật Đà. Vì sao mọi người khi nghe đến nền giáo dục của Phật Đà thì rất vui vẻ, bằng lòng tiếp nhận? Bởi vì nền giáo dục của Phật Đà là dạy cho bạn nhận biết mình, nhận biết hoàn cảnh cuộc sống của bạn, là nói cho bạn biết rõ chân tướng của vũ trụ nhân sanh, tức là bản thân mình và chân tướng hoàn cảnh cuộc sống của mình. Những điều này rất là quan trọng. Còn có rất nhiều kinh sách, rất nhiều sự chỉ dạy. Sau khi mọi người nghe rồi, đã hiểu rõ thì vô cùng hoan hỷ, hy vọng được tiếp xúc, hy vọng biết rõ, hy vọng tu học. Cho nên nền giáo dục của Phật Đà đích thật là vượt ngoài thời gian, vượt ngoài không gian, vượt ngoài quốc gia, vượt ngoài chủng tộc, vượt ngoài tôn giáo, vượt ngoài tất cả triết học. Đi đến nơi nào, tất cả đều là một cái chân tướng. Ngày nay chúng ta đã nhìn thấy những điểm tốt lành trên toàn thế giới. Mỗi một địa phương quốc gia, tôi đã cùng với mỗi người nói chuyện, họ đều rất vui vẻ, rất mong muốn để nghiên cứu mà thảo luận. Điều này là điểm báo trước rất là tốt lành. Hiện nay cái vấn đề nghiêm trọng nhất, tức là giảng sư trong nền giáo dục của Phật Đà vô cùng thiếu thốn. Không có ai đi dạy, không có ai đi giảng. Vẫn còn rất nhiều kinh điển để ở nơi đó, khiến cho người khi nhìn thấy liền chán ngán. Suốt đời này ta cũng học không nổi. Thôi đi, dù có tốt đi nữa ta cũng không học, vì kinh điển quá nhiều. Ngày nay xã hội đã phát triển, tranh thủ từng giây phút. Ai mà có nhiều thì giờ để nghiên cứu kinh điển? Sắp đến thế kỷ kế tiếp, bây giờ là năm 1993, sau 2000 năm thì là một thế kỷ khác, bước vào thế kỷ 21. Trong sự quan sát của tôi, thế kỷ kế tiếp không còn cơ hội giảng những bộ kinh lớn nữa. Con người không có nhiều thời giờ nghe kinh, cũng không có lòng nhẫn nại lớn nghiệp như vậy. Thế như một bộ kinh chúng tôi giảng một tháng thì không có ai đến nghe. Hiện nay trên toàn thế giới, bạn muốn đi giảng kinh, nhiều nhất giảng 5 ngày thì mọi người sẽ đến nghe. Giảng 3 ngày thì càng tốt. Đây là rất được
hoan nghênh nhất. Nếu giảng hai tuần thì không ai muốn đến nghe, vì họ không có thời giờ dài như thế. Cho nên đến thế kỷ kế tiếp e sợ giảng 3 ngày cũng rất khó khăn, tốt nhất là 3 tiếng thì đã giảng xong. Càng ngắn càng tốt. Mọi người thích nghe giảng phần tinh hoa, không cần giảng những cặn bã phải đào thải đi. Vì vậy tôi nghĩ đến vào thế kỷ sau, làm thế nào chúng ta đem Phật Pháp phát dương quang đại trên toàn thế giới, thì phải dùng phương pháp tuyển đọc, tức là dùng phương pháp trích lục tinh hoa. Như trong một bộ Đại Tạng Kinh này, những lời dạy trong Đại Tạng Kinh cùng với cuộc sống người hiện nay chúng ta gắn bó chặt chẽ với nhau, những câu kinh kệ này đem nó trích lục ra từng điều từng điều, chuyên giảng phần trích lục. Hay nói cách khác, mỗi một chữ, mỗi một câu đều cùng với cuộc sống của chúng ta có mối quan hệ mật thiết. Cách giảng này rất được mọi người hoan nghênh. Có thể đem một bộ Đại Tạng Kinh cô đọng xúc tích thành một cuốn kinh mỏng, rồi in ra phát hành trên toàn thế giới, để cho tất cả chúng sanh đều có thể đọc được lời dạy của Phật Đà, đều vui vẻ tiếp nhận. Đem toàn bộ Đại Tạng Kinh cô đọng xúc tích in thành một cuốn, đây là chúng ta đối với kinh điển phải cố gắng làm cái công việc này, phải tuyên dương giới thiệu phổ biến cho tất cả trên toàn thế giới. Năm nay tôi ở Dallas đã làm thử một việc, chọn lấy bộ kinh điển do Đại sư Hoằng Nhất trích lục. Đây là ngữ lục của chư tổ sư. Ngài đã trích lục ra tổng cộng có 101 điều, gọi là Vãng Tình Tập. Tôi ở Đà Lạt đã dùng tài liệu giáo học này giảng qua một lần, rất được mọi người hoan nghênh. Cách nghĩ của tôi không sai. Cho nên tất cả kinh chúng ta đều phải dùng cái phương pháp này. Chúng ta là chuyên tu tịnh tông, cho nên tịnh độ ngũ kinh của chúng ta đã trích lục xoa ra nhiều hơn một tí. Những kinh điển khác có lẽ trong một bộ kinh chỉ có thể trích lục một câu, hai câu, ba câu, năm câu. Cho nên một bộ Đại Tạng Kinh tương lai sẽ trở thành một cuốn kinh. Một cuốn kinh này là cuốn kinh hay nhất trên toàn thế giới. Chúng ta giới thiệu Phật Pháp cho mọi người là dùng tài liệu giáo học này thì đủ rồi. Nếu họ có hứng thú thì xúc động đến thiện căn của họ, muốn đi sâu vào nghiên cứu thì có cuốn kinh này. Chúng ta chỉ là nhắc nhở sự hứng thú của họ, giới thiệu cho họ một con đường thông suốt, chính xác để tu học. Họ có thể thâm nhập kinh tạng, giới thiệu phương pháp này đơn giản, trực tiếp, nhanh chóng để tiếp dẫn họ. Bài giảng lần này chúng tôi cũng dùng phương cách tuyển đọc, không phải giảng toàn bộ kinh văn của Phẩm Phổ Hiền Bồ Tát Hạnh Nguyện, cũng không phải giảng toàn bộ chú giải, là trích lục phần kinh văn và chú giải gồm có 27 điều. Chúng tôi khi nãy có nói là chọn những câu kinh văn có mối quan hệ mật thiết cùng với sự tu trì sinh hoạt của chúng ta, đem những câu kinh văn đơn giản giới thiệu cho các bạn đồng tu. Hạnh phổ hiền rất quan trọng. Hạnh phổ hiền rất khó tu. Phật tại trong Kinh Hoa Nghiêm và Viên Giác có nói, Bồ Tát không tu hạnh phổ hiền
thì không thể chứng được vô thượng Bồ Đề. Hay nói cách khác, không tu hạnh phổ hiền thì không thể thành Phật. Nếu muốn thành Phật thì nhất định phải tu hạnh phổ hiền. Do đây có thể biết hạnh phổ hiền là trong hành môn, một hành pháp chí cao vô thượng, tức là phương pháp tu hành. Nếu chúng ta đem sự tu hành sâu cạn và thứ bậc tóm lược mà chỉ ra, có thể nói tứ đại danh sơn ở Trung Quốc, tức là tượng trưng cho tứ đại Bồ Tát, cũng là dạy cho chúng ta thứ bậc tu hành. Từ chỗ nào bắt đầu tu? Từ Địa Tạng bắt đầu tu. Địa Tạng dạy cho chúng ta những gì? Địa là tâm địa. Địa là tâm địa, tạng là bảo tàng. Tâm địa bảo tàng của chúng ta, Phật nói đó là đức tướng trí huệ Như Lai. Có trí huệ viên mãn của chư Phật Như Lai, đức năng viên mãn, tài nghệ viên mãn, có tất cả vô lượng của vô lượng đều ở trong tâm địa, gọi là Địa Tạng. Hiện tại cái bảo tàng này chôn ở trong sở trì trướng và phiền não trướng, tuy có nhưng chôn ở dưới, không thể khởi tác dụng, thì cũng như không có. Thật là đáng thương. Pháp môn Địa Tạng là khai quật bảo tàng tự tánh. Dùng phương pháp gì là giáo dục? Địa Tạng Bồ Tát đề xướng giáo học, bắt đầu dạy học từ chỗ nào? Từ hiếu thân tôn sư. Cho nên hiếu kính của Phật môn là kinh Địa Tạng Bổ Nguyện. Địa Tạng Bồ Tát đề xướng là hiếu thuận cha mẹ, tôn kính sư trưởng, tức là tôn sư trọng đạo. Thật tại mà nói cũng tức là Đức Thế Tôn, tại trong kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật dạy cho chúng ta tu tam phước. Đây là nền tảng. Nhân duyên của Quán Kinh rất thù thắng. Phu nhân Vi Đề Hy gặp phải tai biến của quốc gia và gia đình. Bà đối với đời người, đối với thế gian này đã chán nản đến cực điểm. Bà cầu Phật giúp đỡ, có nơi nào tốt hay không? Bà muốn đi vãng sanh. Thích Ca Mâu Ni Phật nhận lời thỉnh cầu của bà, Phật liền dùng thần lực đem cõi nước của mười phương chư Phật biến hiện ra ở trước mặt bà. Phật không có giới thiệu cho bà, để cho bà tự mình xem. Sau khi bà đã xem hết, bà nói cõi nước của chư Phật tuy đều rất thanh tịnh trang nghiêm, nhưng con hy vọng được vãng sanh đến cực lạc thế giới của A Di Đà Phật. Đó là bà tự chọn lấy, không phải là Thích Ca Mâu Ni Phật tiến cử giới thiệu cho bà. Bà tự chọn lấy,
rất là chính xác. Bà không có nhìn sai, không có chọn sai. Thích Ca Mâu Ni Phật vô cùng hoan hỷ vì bà đã chọn đúng. Sau đó phu nhân lại thỉnh cầu Đức Thế Tôn dạy cho bà làm thế nào có thể đi được, tức là dạy phương pháp cho bà. Đức Thế Tôn trước khi nói phương pháp thì trước tiên dạy cho bà tu tam phước, và lại bảo với bà rằng tu tam phước này là tịnh nghiệp chánh nhân của ba đời chư Phật. Câu nói này vô cùng quan trọng. Ba đời chư Phật, ba đời là quá khứ, hiện tại, vị lai. Hay nói cách khác, tất cả chư Phật thành Phật, các ngài tu những pháp môn đó đều không đồng. Cho nên 84.000 pháp môn, vô lượng pháp môn, tu pháp môn nào cũng có thể thành Phật. Tuy không đồng pháp môn, thế nhưng bất luận tu pháp môn nào cũng không thể lìa khỏi cái nền tảng này. Cũng như chúng ta cất nhà vậy, bất kỳ bạn cất bao cao, bất kỳ bạn cất như thế nào, hoặc cất nhiều kiểu khác nhau, nên biết tam phước là nền móng, phải xây đắp nền móng. Nếu nền móng không vững chắc thì bạn nhất định cất không thành công. Hay nói cách khác, chúng ta tu hành trước phải xây đắp nền tảng. Cái nền tảng này là Địa Tạng và Quan Âm. Trong tam phước, phước thứ nhất là hiếu dưỡng cha mẹ, phụng thờ sư trưởng, lòng từ không sát, tu thập thiện nghiệp. Bốn câu này, hai câu phía trước là pháp môn Địa Tạng, hai câu phía sau là pháp môn Quan Âm. Quan Thế Âm Bồ Tát Đại Từ Đại Bi. Nếu bạn không biết hiếu thân, không biết tôn sư, không biết từ bi với tất cả chúng sanh, không có hết lòng tu thập thiện nghiệp, thì bạn không có thành tựu gì cả. Bạn học Phật, bất luận bạn tu như thế nào, tinh tấn như thế nào, dụng công như thế nào, bạn chỉ được phước báo hữu lậu ở trong lục đạo. Bạn không thể đạt được quả báo chân thật trong Phật pháp. Tại vì sao? Vì bạn không có nền tảng. Cái nền tảng này có ba tầng, giống như chúng ta đắp nền móng xây các nhà lầu. Phía dưới có ba tầng. Tầng thấp nhất là phước thứ nhất. Tu hiếu kính không dễ dàng. Tu hiếu kính được viên mãn thì là thành Phật. Cho nên tu hành, Đức Phật chỉ dạy pháp môn này cho chúng ta đích thật là thấu suốt từ đầu đến cuối. Tuy nền tảng ở phía dưới nhất cho đến điểm cao nhất cũng không thể lìa khỏi nó. Sự hiếu đạo của Đẳng Giác Bồ Tát không có viên mãn. Không có viên mãn, vì sao không viên mãn? Vì các ngài hãy còn một phẩm sanh tướng vô minh chưa đoạn, thì có lỗi với cha mẹ, có lỗi với thầy. Bạn nên biết, nhất định phải viên mãn Bồ Đề, chứng được Phật quả của viên giáo, thì sự hiếu thân tôn sư mới được viên mãn. Không dễ gì đạt đến
cảnh giới cao nhất. Chỉ có tu hành phổ hiền mới có thể thật sự đạt đến hiếu kính từ bi viên mãn. Phước thứ nhất là phước báo nhân thiên, phước thứ hai là phước báo tiểu thừa, cho thấy Phật pháp tiểu thừa là xây dựng trên cơ sở của Phật pháp nhân thiên thừa. Nếu tu nhân thiên không có kết quả, dĩ nhiên là không có phần tiểu thừa, thì không thể đạt được quả báo của tiểu thừa, tức là không chứng được sơ quả tiểu thừa tu đà hoàng. Chúng ta nghĩ xem, vì sao chúng ta tu hành không thể chứng được sơ quả tu đà hoàng? Là bởi vì nền tảng thấp nhất không có xây đắp đàng hoàng. Chẳng những chúng ta không thể làm được hiếu dưỡng cha mẹ, phụng thờ sư trưởng, kể cả hàm nghĩa của hai câu này chúng ta cũng mập mờ không hiểu được rõ ràng, thì bạn làm sao biết cách tu? Làm thế nào hiếu dưỡng cha mẹ? Hiếu là lý, dưỡng là sự. Hai chữ hiếu dưỡng này có lý, có sự. Hiếu, chữ hiếu này là hội ý. Văn tự của Trung Quốc chúng ta là bất cứ dân tộc quốc gia nào trên thế giới cũng không thể sánh bằng. Bên trong văn tự Trung Quốc đã bao gồm đầy đủ trí huệ. Chữ hiếu này là một cái phù hiệu. Bạn tỉ mỉ mà quan sát, phía trên là chữ lão, phía dưới là chữ tử. Cho nên cái ý nghĩa này tức là đời trước và đời sau là một thể, gọi là hiếu. Nếu đời trước và đời sau đã phân chia ra thì không phải là hiếu. Người hiện nay gọi là đại câu, tức là tách rời. Có đại câu thì không có hiếu, hiếu đã bị phá hoại thì không còn hiếu nữa. Người ngoại quốc thì khác. Người ngoại quốc có đại câu, tức là tách rời. Cho nên người ngoại quốc rất lấy làm lạ, hỏi rằng người Trung Quốc, các ông đối với tổ tiên vẫn còn kỷ niệm. Tổ tiên mấy ngàn năm, mấy trăm năm đã qua đời rồi mà các ông hoàn toàn không nhận biết, cũng không có gặp mặt qua, cũng không có nghe nói qua, vì sao các ông vẫn còn cúng tế họ, lễ bái họ? Người ngoại quốc không hiểu đạo lý này. Hiếu đạo là đời trước, còn có đời trước gọi là quá khứ vô thủy, đời sau còn có đời sau gọi là vị lai vô chung. Vô thủy vô chung cùng với mình là một thể, tuyệt đối không thể phân chia, mới gọi là hiếu. Nhà Phật thường gọi dọc cùng tam tế. Đây là nói bản tánh thông suốt quá khứ, hiện tại, vị lai. Cho nên chữ hiếu này tức là trong Phật môn chúng ta gọi là dọc cùng tam tế, ngang khắp mười phương. Đây gọi là cái gì? Là tánh đức. Trong kinh Hoa Nghiêm gọi là thường trụ chân tâm, là chỉ cho cái này. Cho nên đây là lý, là thuận tánh đức. Dưỡng là thuộc về tu đức. Chúng ta nuôi dưỡng cha mẹ, không những nuôi dưỡng cái thân của cha mẹ, còn phải chăm lo ăn mặc ở đi của cha mẹ. Sanh mạng của chúng ta là do cha mẹ sanh ra. Ân đức của cha mẹ lớn nhất. Người xuất gia tiếp nhận mười phương cúng dường, anh em chị em không thể dùng.
bạn bè chí thân cũng không thể dùng. Nếu dùng phải nhận lấy nhân quả. Cha mẹ thì có thể dùng. Cho nên trong Phật Mông xem cha mẹ và Phật Bồ Tát là bình đẳng. Người xuất gia tiếp nhận mười phương cúng dường cũng có thể cúng dường cho cha mẹ. Nuôi dưỡng cái thân của cha mẹ vẫn chưa đủ, còn phải nuôi dưỡng cái trí của cha mẹ, tức là nguyện vọng của cha mẹ đối với bạn. Bạn phải làm thỏa mãn nguyện vọng của cha mẹ. Thí như lúc còn tuổi thơ, học hành bài vở quá kém, cha mẹ lo lắng, đó là bất hiếu, để cho cha mẹ bận tâm. Ở trong trường học đánh nhau với bạn học, làm cho cha mẹ bận tâm cũng là bất hiếu. Lúc đi ra ngoài không chú ý, không cẩn thận bị vấp té ngã xuống, đó cũng là bất hiếu. Làm việc trong xã hội, bạn đối với cấp trên, đối với đồng nghiệp, thậm chí bạn đối với cấp dưới, bạn không có làm hết trách nhiệm, khiến cho cha mẹ lo lắng. Đích thật là suốt đời cha mẹ lúc nào cũng nhớ con cái, lo nghĩ con cái. Nếu bạn để cho cha mẹ lo lắng, tức là bất hiếu. Bạn đã học Phật thì cha mẹ hy vọng bạn thành Phật, mà bạn chỉ đạt đến đẳng giác Bồ Tát, nghĩa là nguyện vọng của cha mẹ không đạt đến cũng là bất hiếu. Thế mới hiểu được chữ dưỡng đó không dễ làm. Hay nói cách khác, nhất định phải làm cho được con người hoàn toàn bậc nhất của thế xuất thế gian, thì chúng ta mới không có lỗi với cha mẹ, mới không có lỗi với thầy. Thầy đối với học trò cũng như cha mẹ vậy. Hy vọng học nghiệp, đạo đức, nhân phẩm của bạn đều được thành tựu. Đó là vinh dự của thầy. Ngày nay chúng ta đã sơ xuất điều này. Cho dù một ngày niệm 10 vạn tiếng Phật hiệu, cổ nhân thường nói hét bể cổ họng cũng uổng công, không thể vãng sanh. Trong kinh nói được rất rõ ràng, Tây Phương Cực Lạc thế giới là nơi của chư thượng thiện nhân tụ hội một chỗ, không phải là thiện tầm thường mà là thượng thiện. Chúng ta nhờ vào một ngày niệm 10 vạn tiếng Phật hiệu thì được vãng sanh hay sao? Không thể được. Chúng ta nhất định phải giác ngộ điều này. Ba mươi lăm năm trước, tôi đến Đài Trung cầu học. Đã 35 năm, tôi theo thầy Lý học 10 năm. Lúc bấy giờ tôi ở Liên xã, danh sách của Liên Hữu Liên xã Đài Trung chúng tôi có tên họ và địa chỉ, có gần 250.000 người. Thầy Lý bảo với tôi rằng Liên Hữu của Liên xã Đài Trung, người thật sự được vãng sanh cũng chỉ là 5-3 người, không thành tỷ lệ. Trong 1 vạn người hiếm có một người được vãng sanh. Nguyên nhân ở tại đâu? Tức là nền tảng không được tốt. Tu pháp môn này được vãng sanh là dễ dàng nhất trong tất cả những pháp môn khác, cho nên gọi là dị hành đạo. Pháp môn dị hành đạo còn dễ hơn những pháp môn khác. Thế nhưng nếu bạn tu tam phước không được,
muốn vãng sanh thì trở thành chướng ngại. Phước thứ hai là thọ trì tam quy, đầy đủ các giới, không phạm oai nghi. Đây là nền tảng của tiểu thừa. Phước thứ ba là phát bồ đề tâm, tin sâu nhân quả, đọc tụng kinh đại thừa, khuyến tấn người tu hành. Đây là nền tảng của Bồ Tát đại thừa. Tam phước tổng cộng 11 câu, phải luôn luôn ghi nhớ 11 câu này, quy nạp thành 3 điều, tức là tịnh nghiệp chánh nhân của ba đời chư Phật. Chúng ta học Phật bắt đầu học từ đâu? Bắt đầu học từ phát bồ đề tâm, nhất hướng chuyên niệm. Đây là trong kinh Vô Lượng Thọ dạy cho chúng ta. Cho nên nếu học lại tam kinh mà xem thì chúng ta mới biết nên tu như thế nào. Trong quán kinh giải cách tu học pháp môn tịnh độ giảng được vô cùng tường tận, mà trong kinh Vô Lượng Thọ giới thiệu trạng huống toàn cả Tây Phương Cực Lạc thế giới rất tường tận. Nói về phương pháp tu hành chỉ có hai phẩm, trong phẩm tam bối vãng sanh. Phẩm này quan trọng nhất. Nhưng tại trong quán kinh thì tam bối chia thành cửu phẩm, giảng được rất tường tận. Trong quán kinh giảng về nhân quả của cửu phẩm rất tường tận. Điều này vô cùng quan trọng, đặc biệt là chú giải kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật của Đại sư Thiện Đạo, gọi là Tứ Thiếp Sớ, ở Đài Loan lưu hành rất nhiều. Bản kinh này rất dễ tìm được. Trong lịch sử Phật giáo có ghi chép nói Đại sư Thiện Đạo, Ngài là A Di Đà Phật hóa thân đến. Cho nên lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ nói rằng, đã là A Di Đà Phật hóa thân đến thì lời của Ngài nói tức là A Di Đà Phật tự nói. Cho nên chú giải quán kinh Tứ Thiếp Sớ của Đại sư Thiện Đạo chúng ta phải đặc biệt coi trọng. Bên trong có rất nhiều lời khai thị quan trọng. Đối với chúng ta tu học tịnh độ có mối quan hệ mật thiết. Lần này tôi tại Tân Gia Ba, bởi vì không có nhiều thời gian, chỉ giảng hết 20 ngày, tôi giảng tuyển đọc chú giải kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật của Đại sư Thiện Đạo. Trước kia tôi đã giảng qua toàn bộ chú giải này rồi, cũng có thâu băng cassette lưu lại. Lần này tại Tân Gia Ba tôi giảng tuyển đọc, tức là chọn phần kinh văn quan trọng để giảng. Đối với những người tu tịnh độ chúng ta, trong đời này thật sự muốn sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới, nhất định phải biết, nhất định phải hiểu rõ, phải hết lòng mà tu học thì mới có thể thành tựu. Ngài giảng về chánh hạnh và trợ hạnh, tức là trong tịnh tông thường nói là chánh trợ song tu. Chánh hạnh là phát bồ đề tâm nhất hướng chuyên niệm, trợ hạnh là tam phước và cửu phẩm. Ngài không giảng gì khác, chỉ ra điều này cho chúng ta biết. Ngày nay chúng ta đề xướng tịnh tông học hội, cái danh xưng tịnh tông học hội này là do lão cư sĩ Hạ Liên Cư đầu tiên đề xướng. Tuy đã quy định cái danh xưng này nhưng không có tổ chức. Lần đầu tiên tôi đến Bắc Kinh lúc cùng với lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ gặp mặt,
Ngài đem chuyện của lão cư sĩ Hạ Liên Cư bà mà bảo với tôi. Đó là nguyện vọng một đời của lão cư sĩ Hạ Liên Cư, nhưng không thể đạt tới. Hy vọng tôi có thể ở Đài Loan và ở nước và ở hải ngoại thành lập Tịnh Tông Học Hội, đề xướng chuyên tu chuyên hoằng pháp môn tịnh độ. Tôi đã nhận lời. Cho nên khi về đến Đài Loan, chúng tôi liền thành lập Tịnh Tông Học Hội Hoa Tạng. Kế đến là Gia Na Đại thành lập Tịnh Tông Học Hội Gia Na Đại, về sau thành lập Tịnh Tông Học Hội Mỹ Quốc. Hiện tại ở nước Mỹ chúng tôi chính thức đã thành lập 11 ngôi học hội. Còn có Tịnh Tông Học Hội Tân Gia Ba ở Hồng Kông cũng có. Hiện nay ở Mã Lai Á đang dự bị thành lập 6 ngôi Tịnh Tông Học Hội, chính phủ của họ hãy chưa phê chỉnh. 6 ngôi Tịnh Tông Học Hội này là đang dự bị thành lập. Đó là chuyên môn y theo phương pháp lý luận trong ngũ kinh nhất luận của tịnh độ để tu học. Còn về trở tu, tôi đề ra 5 điều khoa mục. Cho nên mục tiêu tu hành của chúng ta rất chính xác, không có một tí mơ hồ. Kinh điển y cứ rất rõ ràng, phân lượng cũng không nhiều. Trợ tu của chúng ta tức là chỉ cho hiện tại chúng ta phải dùng thái độ như thế nào. Đối với người, đối với việc, đối với vật và đại chúng, chúng ta tu học 5 điều khoa mục này, tức là Đại sư Thiện Đạo nói 5 điều khoa mục này là trợ tu. Điều thứ nhất là tam phước, tức là trong Kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật dạy. Điều thứ hai là lục hòa, cũng là trong Kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật và Kinh Vô Lượng Thọ dạy. Điều thứ ba là tam học, tức là giới định huệ tam học. Điều thứ tư là lục hòa, lục độ. Đây là trong Pháp Môn Đại Thừa đều cùng phải tuân thủ nguyên tắc. Điều khoa mục sau cùng là Thập Đại Nguyện Vương, tức là Thập Đại Nguyện Vương của Phổ Hiền Bồ Tát. Cho nên khoa mục tu hành của chúng ta là tiêu chuẩn tu chính hành vi tư tưởng trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Y theo 5 điều khoa mục này, tức là tam phước, lục hòa, tam học, lục độ và thập đại nguyện vương. Lần này lợi dụng cái cơ hội này, xin giới thiệu cho quý vị là khoa mục sau cùng trong 5 điều khoa mục này, tức là thập đại nguyện vương của Phổ Hiền Bồ Tát. Tuy thì giờ không nhiều, chúng ta lợi dụng một ít thì giờ này để giới thiệu cho quý vị. Hôm nay thời gian đã đến, chúng tôi xin giảng đến đây. Ngày mai chúng tôi sẽ bắt đầu giới thiệu thập đại nguyện vương cho quý vị.